Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Làm việc cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này, được thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. 19 tháng lao tù của các linh mục Công giáo Ukraine trong nhà tù Nga. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo phận Trieste vào Chủ nhật ngày 7 tháng 7. Phiên tòa ly giáo chống lại Đức Tổng giám mục Vigeno, 5 vấn đề cần xem xét. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin tức khác. 19 tháng lao tù của các linh mục Công giáo Ukraine trong nhà tù Nga. Hôm 28 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã vui mừng loan báo rằng hai linh mục giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương bị quân xâm lược Nga bắt giữ từ nhà thờ của các ngài ở Bereskan vào tháng 11 năm 2022, đã được thả sau 19 tháng bị giam cầm. Tổng thống Zelensky cho biết, các linh mục dòng Chúa Cứu Thế Ivan Levitsky và Bogdan Geleta, những người đã phục vụ tại nhà thờ Chúa Giáng sinh ở Theotokos, Chí Thánh ở Bereskan, nằm trong số 10 tù nhân đã được trả lại cho chính quyền Ukraine. Ông nói, chúng tôi đã cố gắng giải thoát thêm 10 người của mình khỏi sự giam cầm của Nga, bất chấp mọi khó khăn. Ông ca ngợi những nỗ lực của Tòa Thánh trong việc đưa những người này về nhà. Một lúc sau thông báo của Zelensky, Giáo hội Công giáo Đông Phương Ukraine đã đăng tin này trên trang web của mình cùng với những hình ảnh của hai linh mục được chụp ngay sau khi được trả tự do. Cả hai linh mục đã sụt cân đáng kể, đặc biệt là cha Geleta và đầu của các ngài đều bị cạo trọc. Các linh mục nhìn thẳng vào ống kính, tay phải cầm các mề đay tôn giáo và giơ ngón tay cái bên trái lên. Cha Geleta mỉm cười. Đức Tổng giám mục Boris Gardiske của Tổng giáo phận Công giáo Ukraine ở Philadelphia phát biểu từ Ukraine nói với OSV News rằng các ngài đã phải trải qua biết bao nhiêu chấn thương trong suốt 19 tháng hứng chịu bạo lực của quân xâm lược. Chúng tôi vui mừng vì các ngài được an toàn và chúng tôi hy vọng các ngài có thể hồi phục sau thử thách kinh hoàng này, ngài nói. Đồng thời mô tả các linh mục là những người tuyên xưng đức tin. Một danh hiệu kính trọng trong lịch sử được sử dụng để mô tả những Kitô hữu đã công khai tuyên xưng Chúa Kitô trong bối cảnh bị đàn áp. Cùng được trả tự do cùng với hai linh mục còn có Nereman Del Yahel, phó giám mục của Desilis người Tata ở Crimea, người bị bắt ở Crimea vào năm 2021. Thường dân Olena Piek và Valery Miatushenko bị giam giữ từ năm 2017. Và năm thường dân bị bắt ở Belarus, Mykola Svets, Natalia Zetschenko, Pavlo Kuprenko, Lyudmila Honcharenko và Katerina Prukenkova. Tổng thống Zelensky tuyên bố, tất cả họ hiện đã được tự do và trở về nhà ở Ukraine. Chúng tôi chắc chắn sẽ giải phóng tất cả người dân của mình. Hai cha Levitsky và Galetta cho biết các ngài thường không nhận thức được mình đang ở đâu kể từ khi bị bắt. Quân Nga thường xuyên bịt mắt các ngài khi chuyển trại nên rất khó biết mình đang ở đâu. Gần đây nhất, cả hai vị được tường trình bị giam giữ tại trại lao động Kalinin của Nga ở Holivka, nằm ở vùng Donetsk của Ukraine, hiện đang bị Nga xâm lược. Trong suốt thời gian bị cầm tù, hai vị thường xuyên bị tra tấn dã man vì nhất định không nhận tội. Hai vị đã bị quân Nga bắt hồi giữa tháng 11 năm 2022 tại thành phố cảng Berdyansk thuộc tỉnh Zaporizhia ở miền đông Ukraine và đưa tới một nơi không được tiết lộ. Báo chí Nga nói rằng hai linh mục bị cáo buộc các tội khủng bố, sở hữu chất nổ và hai súng ngắn là những tội danh mà các ngài nhất định không nhận tội. Đầu năm nay, cha Levitsky được Lucian Shevchenkov thuộc nhóm bảo vệ nhân quyền Kharkiv báo cáo rằng đang bị giam giữ trong một nhà tù điều tra ở vùng Rostov của Nga, trong khi cha Galeta được cho là đang bị giam giữ tại một nhà tù điều tra khác ở Crimea bị Nga tạm chiếm. Cha Galeta được biết là mắc bệnh tiểu đường cấp tính. Cả hai linh mục đã từ chối rời xa giáo dân của mình sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào tháng 2 năm 2022. Ngay sau khi hai cha Levitsky và Galeta bị bắt, Đức Tổng giám mục Svetlana Shevchuk, nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo Đông Phương Ukraine cho biết, ngài đã nhận được tin buồn rằng các linh mục của chúng tôi đang bị tra tấn không thương tiếc. Thông tấn xã TASS của Nga đã báo cáo trước đó vào tháng 6 rằng
Tatiana Moskova, ủy viên nhân quyền của Putin, tuyên bố trên Telegram ngày 23 tháng 5 rằng Nga đã đề xuất trao đổi hai linh mục Công giáo giấu tên, lấy hai linh mục chính thống giáo đang bị chính quyền Kiev giam cầm. Đức Tổng giám mục Sobchak đã nhiều lần kêu gọi trả tự do cho hai linh mục và lặp lại lời cầu xin của Đức Giáo hoàng Francisco về một cuộc trao đổi tù nhân tất cả cho tất cả giữa Nga và Ukraine. Moskova tuyên bố, gần đây tôi đã đến thăm các linh mục Công giáo tại nơi giam giữ của họ để bảo đảm rằng các điều kiện phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Moskova tuyên bố mà không cho biết ngày và địa điểm của cuộc họp. Về phần họ, họ chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất là được gặp gia đình và bạn bè càng nhanh càng tốt. Các nguồn tin tình báo của Ukraine lưu ý rằng Moskova đã ở Donetsk bị tạm chiếm vào ngày 3 tháng 5 và đã đến thăm Olivka cùng với các quan chức nhân quyền do Nga bổ nhiệm cho khu vực Daria Morozova. Sau khi được trả tự do, hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế đã ứa nước mắt kể lại những trận đòn tàn bạo của lính Nga, thường xuyên là bằng bắn súng, dùi cui và đôi khi là tất cả những gì có sẵn trong tay chúng. Màn tra tấn kinh hoàng nhất là chích điện và các đầu ngón tay và các vùng nhạy cảm khác trên thân thể. Cảm nhận của các linh mục là các ngài bị hành hạ là vì các ngài là các linh mục của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương và đàn áp tôn giáo là chủ trương của lính Nga. Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk cũng khi nhận điều này. Ngài cho biết vào đầu năm 2024, những người Cossack của cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã phong tỏa tất cả các nhà thờ và các vùng lãnh thổ lân cận, đồng thời không cho phép các tín hữu của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương vào các nhà thờ và lãnh thổ để cầu nguyện và cử hành thánh lễ. Trước khi những sự kiện này xảy ra, các linh mục phục vụ trong các nhà thờ này đã bị trục xuất khỏi các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm. Điều đáng chú ý là vào ngày 26 tháng 12 năm 2022, trên lãnh thổ bị tạm chiếm của vùng Zaporizhia, chính quyền xâm lược đã ban hành cái gọi là lệnh cấm Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương hoạt động và cấm các tổ chức dịch vụ xã hội của giáo hội trong vùng bị tạm chiếm của vùng Zaporizhia. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo phận Trieste vào Chủ nhật ngày 7 tháng 7. Tuy không có chương trình tiếp kiến trong thời kỳ nghỉ hè tháng 7 này tại Vatican, nhưng Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm tại thành phố Trieste ở miền đông Bắc Ý vào sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 7 tới đây, nhân dịp bế mạc tuần lễ xã hội lần thứ 50 của Giáo hội Công giáo Ý, sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 7 với chủ đề Nơi trọng tâm nền dân chủ, sự tham gia giữa lịch sử và tương lai. Ngày 3 tháng 7, Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella sẽ đến khai mạc tuần lễ này. Trong cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các hiệp hội công giáo hoạt động trong lĩnh vực xã hội và Caritas. Sau khi Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo ở Ý sụp đổ, họ tìm kiếm những con đường mới để dấn thân trong đời sống xã hội và chính trị của đất nước. Điều này trở nên khó khăn hơn vì tình hình chính trị chung ở Ý ngày càng có sự đụng độ gay gắt hơn giữa phe hữu và phe tả, mà không có một trung tâm chính trị đúng nghĩa. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha sẽ nói về vai trò xã hội của các tín hữu công giáo ở Ý ngày nay. Báo chí Ý nói đến sự hiện diện của ông Philippe Donnet, Chủ tịch Hội đồng Quản trị hãng bảo hiểm Generali, tại tuần lễ xã hội này. Đây là công ty đứng thứ 6 trên thế giới có trụ sở tại Trieste, chủ yếu nâng đỡ những người tị nạn và các gia đình trong tình trạng khủng hoảng qua một trong các quỹ an ninh nhân bản. Chủ nhật tới ngày 7 tháng 7, tại trung tâm hội nghị, Đức Thánh Cha sẽ đọc diễn văn bế mạc tuần lễ xã hội, rồi trong lúc đó, 1.000 tham dự viên di chuyển đến quảng trường thống nhất Italia. Đức Thánh Cha gặp gỡ một số nhóm khác nhau như phái đoàn Đại kết Kitô gồm 15 người, giới học thuật 50 người, 150 người di dân và khuyết tật. Sau đó, Đức Thánh Cha đến quảng trường để cử hành thánh lễ lúc 10 giờ 30 cho các tín hữu. Sau thánh lễ, dự kiến vào lúc 12 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng trở về Vatican khoảng 2 giờ chiều. Giới thiệu thành phố Trieste. Thành phố cảng Trieste có gần 200.000 dân cư, giáp với các nước vùng Balkan và ở trên lộ trình của những người di dân, kể cả những người từ Đông Nam Á, từ nhiều năm phải sống trong những tình trạng không xứng đáng với con người ở Trieste.
Hàng trăm người phải sống trong những nhà kho bị phá hủy ở cảng, giữa những rác thải và ổ chuột. Thành phố cảng này ở biên cương của Ý là nơi gặp gỡ các dân tộc và các nền văn hóa khác. Theo báo Il Fatto Quotidiano, với sự hỗ trợ của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, phần lớn những người di dân đã được đặt trong những nhà thùng để làm nhà ở. Những người khác được di chuyển đến các thị trấn hoặc huyện lân cận. Rất có thể trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha cũng sẽ đề cập đến tình trạng của người di dân. Trong thời gian chuẩn bị cuộc viếng thăm của Ngài, điều kiện sống của người di dân đã mau lẹ được cải tổ. Phiên tòa ly giáo chống lại Đức Tổng Giám mục Vergano, 5 vấn đề cần xem xét. Thứ Sáu ngày 28 tháng 6 là hạn chót Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Vergano phải đáp lại lệnh triệu tập của Vatican. Ngài đã không đáp ứng các yêu cầu của Tòa Thánh và tuyệt thông có thể được ban bố bất cứ lúc nào. Trong bối cảnh đó, Linh mục Raymond de Souza là chủ bút tập san Công giáo Covivium của Canada có bài phân tích nhan đề Archbishop Vergano's Schism Case, 5 Issues to Consider, nghĩa là phiên tòa ly giáo chống lại Đức Tổng Giám mục Vergano, 5 vấn đề cần xem xét, đăng trên tờ National Catholic Register. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Đình Trinh. Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Vergano đã bị buộc tội ly giáo và được triệu tập để xét xử tại Bộ Giáo lý Đức Tin. Để đáp lại cáo buộc nghiêm trọng đó, Ngài đã đưa ra một phản ứng kích động, gọi Vatican II là một bệnh ung thư, Bergoglio là bất hợp pháp, và từ chối trả lời lệnh triệu tập. Vatican đã cho Ngài thời hạn đến thứ Sáu 28 tháng 6 để trả lời bằng văn bản hoặc đích thân đến Tòa Thánh, nếu không Ngài sẽ bị xét xử vắng mặt. Dưới đây là 5 cân nhắc về các vấn đề phức tạp đang diễn ra. Vấn đề thứ nhất, phải chăng Đức Tổng Giám mục Vergano đang tìm cách tách khỏi giáo hội? Giống như những câu chuyện về Brer Rabbit, có vẻ như Đức Tổng Giám mục Vergano muốn bị ném vào mảnh đất trồng cây Thạch Nam, háo hức với những hậu quả kỷ luật cho hành động của mình. Tại sao Ngài lại coi mảnh đất tuyệt thông là lãnh thổ được chào đón là một vấn đề cần suy đoán? Hoàn toàn có thể đưa ra những lời chỉ trích mang tính xây dựng hay không đối với Đức Thánh Cha Francisco và chương trình của Ngài mà không cần phải đặt vấn đề về tính hợp pháp của Ngài hoặc của Công đồng Vatican II. Nhiều tiếng nói Công giáo thuộc cả phe bảo thủ lẫn cấp tiến đã làm như vậy. Đức Tổng Giám mục Vergano là người duy nhất trong số các giám mục, chưa kể đến các cựu quan chức giáo triều và sứ thần, có những quan điểm cực đoan. Ngay cả những người đồng tình với một số quan điểm của Ngài cũng đã thúc giục Ngài từ bỏ việc sử dụng ngôn ngữ bất kính và thiếu tôn trọng. Với kinh nghiệm sâu rộng của Đức Tổng Giám mục Vergano, cần phải coi rằng Ngài chọn cách khiêu khích như vậy chính là vì Ngài muốn khiêu khích kỷ luật theo giáo luật. Và tuyệt thông hoặc tệ hơn có thể chính là điều mà Đức Tổng Giám mục mong muốn. Việc kết luận rằng Tổng Giám mục Vergano phạm tội ly giáo sẽ chỉ xác nhận điều mà nhiều nhà quan sát đã nghĩ từ lâu, rằng quan điểm đã nêu của Ngài đã đặt Ngài ra ngoài sự hiệp thông với Đức Thánh Cha. Bản thân Đức Tổng Giám mục Vergano cũng có thể nghĩ như vậy, vì Ngài không muốn hiệp thông với Bergoglio, người mà Ngài coi không phải là Đức Giáo Hoàng hợp pháp. Giáo luật thường đưa ra nhiều lựa chọn về hình phạt. Roma có thể chọn một phương án ít nhiều nghiêm khắc, chính xác vì mong muốn rõ ràng của Đức Tổng Giám mục Vergano là kích động một phản ứng. Rõ ràng là Ngài đã khiêu khích. Roma có thể chọn mức độ khiêu khích mà mình muốn đáp lại. Tòa Thánh không bắt buộc phải cung cấp cho Ngài những gì Ngài rõ ràng muốn. Vấn đề thứ hai, sức khỏe tâm thần của Ngài phải là một câu hỏi. Nhà giáo luật Ed Condon của tờ The Pillar lưu ý rằng cáo buộc ly giáo chống lại Đức Tổng Giám mục Vergano được nhiều người coi là đã quá hạn từ lâu, rằng Ngài đã đi vào một quỹ đạo đi xuống dốc. Khi tố cáo Đức Thánh Cha Francisco bằng những thuật ngữ rõ ràng về mặt giáo luật,
Vì vậy, khi tưởng tượng mình được bổ nhiệm làm luật sư bào chữa cho Đức Tổng giám mục Vergano, Condon tự hỏi loại biện hộ nào có thể được đưa ra. Ông gợi ý rằng cách bào chữa tốt nhất là cho rằng vị Tổng giám mục đang bị suy giảm năng lực nào đó. Có lẽ ngài đã bị suy sụp tinh thần hoặc cảm xúc nào đó và phát điên. Điều đó là có cơ sở. Hành vi của ngài kể từ năm 2018, khi ngài đưa ra tuyên bố đầu tiên chống lại Đức Thánh Cha Francisco liên quan đến Đức Hồng Y Theodore McCarrick, lúc bấy giờ đã trở nên thất thường hơn bao giờ hết. Ngài sống ẩn dật, ngài có ảo tưởng về sự nguy hiểm không? Có lẽ ngài bị bao vây hoặc thậm chí bị giam giữ bởi những cộng sự có bản chất đáng ngờ. Ngài nhận được thông tin gì trong quá trình tự động cách ly? Ngược lại, hãy xem xét Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, giám mục danh dự của Hương Cảng, người sống dưới sự giám sát liên tục của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc, nhưng ngài tự do đi lại, phát biểu tự do và sẵn sàng trả lời các câu hỏi. Và ngài đã đưa ra một số lời chỉ trích gay gắt về các sáng kiến gần đây của Vatican. Khi một giám mục đơn độc, có hơn 5.000 giám mục như thế trên toàn thế giới, hành động theo một cách hoàn toàn kỳ lạ và rõ ràng là kỳ quặc, thì hoàn toàn hợp lý khi đặt câu hỏi tại sao lại như vậy. Không thể loại trừ sự điên rồ và các tòa án, theo công lý, có nghĩa vụ phải tính đến khả năng đó khi tuyên án. Vấn đề thứ ba, cáo buộc ly giáo là vấn đề rất nghiêm trọng. Khi công bố và tố cáo lệnh triệu tập mình do Bộ Giáo lý Đức Tin đưa ra, Đức Tổng giám mục Vergano đã so sánh mình với Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre, người sáng lập Huynh đoàn Thánh Pio X vào những năm 1970 và bị vạ tuyệt thông vào năm 1988 vì tấn phong các giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Đức Tổng giám mục Vergano tự tân bốc mình. Đức Tổng giám mục Lefebvre, bất chấp tất cả những rắc rối sau đó, đã là một nhà truyền giáo đáng ngưỡng mộ ở Phi Châu trong nhiều năm. Thay vì lẩn trốn, ngài đã thành lập một cộng đồng. Đức Tổng giám mục Vergano có lẽ đã quan sát thấy rằng nhiều tín hữu của Đức Tổng giám mục Lefebvre coi hình phạt của ngài là khắc nghiệt so với mức độ dành cho nhiều người khác vào những năm 1970. Đó là một điểm quan trọng mà các quan chức Vatican cần phải tính đến. Những gì được coi là nghiêm trọng theo quan điểm giáo luật không phải luôn luôn phù hợp với quan điểm phổ biến trong xã hội. Ví dụ, việc vứt bỏ bí tích thánh thể sẽ bị trừng phạt bằng vạ tuyệt thông tiền kết, nhưng giết người hàng loạt thì không. Có những lý do chính đáng giải thích tại sao lại như vậy, và nó đòi hỏi phải nhận thức được rằng những vấn đề siêu nhiên nghiêm trọng hơn những vấn đề tự nhiên. Tội ly giáo cũng thế, phá vỡ sự hiệp thông của giáo hội có nguy cơ cắt đứt ân sủng bí tích của tín hữu. Ở ngoài sự hiệp thông ở cõi trần này, có thể dẫn tới việc ở ngoài sự hiệp thông với các thánh trong cõi vĩnh hằng. Đó là lý do tại sao giáo hội đánh giá rất nghiêm trọng tội ly giáo, ngay cả khi nó không gây ra trong tâm trí người bình dân sự ghê tởm tương tự như trong trường hợp lạm dụng tình dục. Vấn đề thứ tư, não trạng những người kia thì sao? Thuật ngữ whataboutism đã tham gia vào các cuộc tranh luận chính trị và văn hóa trong những năm gần đây. Một bên chỉ trích Donald Trump cách đối xử với phụ nữ. Thay vì đề cập đến cáo buộc, phe của ông Trump nói, còn Bill Clinton thì sao? Mọi giáo viên và phụ huynh về vấn đề đó đều biết rằng não trạng những người kia thì sao nảy sinh trong các vấn đề kỷ luật. Một đứa trẻ bị kỷ luật vì tội X hỏi, còn người này, người khác cũng đã làm X và không bị trừng phạt thì sao? Hoặc còn đứa trẻ khác đã làm điều Y, điều đó tệ hơn X thì sao? Chỉ vài giờ sau khi có tin tức về Đức Tổng giám mục Vergano, dòng tiêu đề sau đã xuất hiện. Phiên xử tội ly giáo Đức Tổng giám mục Vergano. À, sao không xử Rupnik đi? Những cái tên khác có thể được thay thế, nhưng cựu linh mục dòng tên Marco Rupnik là vụ án kỷ luật nổi tiếng nhất còn tồn động vào thời điểm hiện tại. Vị linh mục dòng tên này đã bị điều tra một thời gian, bị dòng tên trục xuất.
và sự phẫn nộ toàn cầu đối với việc ông có thể tiếp tục công việc của mình đã buộc Đức Thánh Cha Francisco phải ra lệnh mở một cuộc điều tra mới vào mùa thu năm ngoái sau khi đã đình chỉ một cuộc điều tra trước đó do quá thời hiệu. Não trạng những người kia thì sao? Không phải là lý do thuyết phục khiến việc kỷ luật đối với X không thể được tiến hành vì nó chưa được áp dụng đối với Y. Nhưng nếu có đủ số người tin rằng kỷ luật được áp dụng một cách không công bằng, liệu nó có đe dọa đến uy tín của cơ quan hữu quan hay không? Về vấn đề thứ năm, Đức Hồng Y Parolin đổ dầu trên mặt nước. Sự can thiệp đáng hoan nghênh đối với lệnh triệu tập của Đức Tổng Giám mục Vergano đến từ một giới chức có thẩm quyền cao, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh của Đức Thánh Cha. Ngài bày tỏ sự ngưỡng mộ và buồn bã, hoang mang trước tất cả những gì đang diễn ra. Tôi luôn đánh giá cao Đức Tổng Giám mục như một người làm việc rất tốt, rất trung thành với Tòa Thánh. Ở một khía cạnh nào đó, Ngài cũng là một tấm gương. Đức Hồng Y Parolin nói về Đức Tổng Giám mục Vergano, cựu sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ. Khi còn là sứ thần Tòa Thánh, Ngài đã làm việc rất xuất sắc. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Đức Tổng Giám mục Vergano đã có một sự nghiệp được nhiều người đánh giá cao về việc bổ nhiệm đầu tiên của Ngài với tư cách là sứ thần Tòa Thánh dưới thời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, là đến Nigeria, có lẽ là vị trí quan trọng nhất ở Phi Châu. Sau đó, Ngài trở lại Roma trong một vị trí hết sức nhạy cảm, đại diện cho các cơ quan đại diện của Đức Giáo Hoàng, vừa là giám đốc nhân sự, vừa là người giám sát các nhà ngoại giao trên toàn thế giới. Sau đó, Ngài giữ chức Tổng Thư ký của Quốc gia Thành Vatican, nổi tiếng về việc quản lý hiệu quả và loại bỏ tận gốc nạn tham nhũng. Trở lại vai trò sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, Ngài được nhiều người kính trọng khi nghỉ hưu vào năm 2016. Khi Đức Tổng Giám mục Vergano đưa ra tuyên bố đầu tiên vào năm 2018, một số giám mục Hoa Kỳ đã bày tỏ sự tin tưởng vào danh tiếng về sự trung thực của Ngài và nói rằng những tuyên bố của Ngài cần được điều tra. Những nhận xét trung thực của Đức Hồng Y Parolin là một lời đáp trả đáng hoan nghênh dành cho những người không trung thực muốn đọc lại quá khứ của Đức Tổng Giám mục Vergano trong những năm gần đây một cách tiêu cực để mà lên án những người đã ca ngợi Ngài trước khi quỹ đạo đi xuống của Ngài trở nên rõ ràng. Bây giờ, điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người là cần có những bình luận sáng suốt từ tất cả các bên để hạn chế thiệt hại mà trường hợp Đức Tổng Giám mục Vergano đã gây ra. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kinh tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.